Đến với hội thi giới thiệu sách hôm nay, em xin trình bày phần dự thi của mình. Xin được phép bắt đầu. Bạn đọc thân mến, cuộc sống quá vội vàng, hối hả, đôi lúc cũng như mất của chúng ta những dòng cảm xúc chân thật. Liệu rằng bạn đã bỏ ra một khoảng ngắn thời gian bận rộn của mình để tìm về những kho tàng kiến thức trong những bộ sách khoa học, để suy nghĩ về sự tồn tại của thiên nhiên và sự gắn bó khăng khít giữa con người và thiên nhiên bao la này? Kia đã từng nói, sách cung cấp cho ta mọi sự hiểu biết, mà sự hiểu biết chính là sức mạnh lớn lao. Thật vậy các bạn ạ, bởi sách đem đến cho ta mọi sự hiểu biết thú vị trên cuộc sống. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn quyển sách Đại Dương Kỳ Diệu, gần 167 trang, cùng khổ 17x24cm, do tác giả Dương Minh Hào, Nguyễn Phương Thanh biên soạn, tuyển chọn và được nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2012 và là một trong 12 quyển sách khoa học thú vị của thế kỷ 21. Như các bạn cũng đã thấy, bìa quyển sách có màu xanh thẳm, thể hiện sự mênh mông bao la của đại dương. Trang bìa quyển sách là hình ảnh biển cả bao la với dòng chữ tên sách Đại Dương Kỳ Diệu được in màu đỏ, làm nổi bật lên cho sự tìm tòi khám phá. Nội dung quyển sách Đại Dương Kỳ Diệu gồm 32 bài viết. Những bài viết này sẽ giúp các bạn khám phá được sự kỳ thú của đại dương. Cho các bạn cũng biết, đại dương chiếm 3/4 diện tích trái đất, nhưng đến nay con người chỉ khám phá được một phần rất ít những bí mật chứa trong đó. Đến với quyển sách này, tôi và các bạn sẽ trở thành những nhà thám hiểm dưới lòng đại dương, tiếp cận những kho tàng kiến thức của đại dương mênh mông. Vậy các bạn biết gì về đại dương? Có người nói rằng Thái Bình Dương là quê hương của mặt trăng. Điều này nghe thật khó tin, các bạn có tin không? Hay một giả thuyết khác nữa là, bạn có biết gì về cuộc đấu tranh giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không? Các nhà địa chất học bảo rằng Thái Bình Dương đang bị thu hẹp lại, còn Đại Tây Dương thì đang được mở rộng lãnh thổ ra. Trong tương lai, Thái Bình Dương có thể sẽ bị biến mất hoàn toàn của Đại Tây Dương. Kết quả này có khiến các bạn cảm thấy đáng sợ không? Và chúng ta sẽ được thám hiểm dưới lòng đại dương là thế giới đầy những điều bí ẩn, như những ngọn núi cao hàng nghìn mét, những rãnh đại dương sâu hàng vạn mét dưới đáy biển. Chúng ta sẽ phải tự đặt câu hỏi rằng, vậy đáy biển có hình thù như thế nào? Kể cả việc đáy biển di chuyển là ra sao, làm thế nào để có thể nhìn rõ được dưới lòng đại dương? Dòng hải lưu cũng trải dài hơn cả sông Trường Giang. Những ngọn núi lửa đang phun trào dưới đáy biển là như thế nào? Chúng ta sẽ phải tự đặt câu hỏi rằng, câu trả lời sẽ có từ trang 12 đến trang 25 của quyển sách, và còn vô vàn những điều hấp dẫn hơn nữa của thế giới đại dương bao la. Khi xem quyển sách này, các bạn có thể trả lời những câu hỏi khoa học như El Nino là gì, hơi thở của biển là thế nào, bão hình thành ra sao, và vì sao bão hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Thật vậy các bạn ạ, thế giới biển vô cùng phong phú và đa dạng, với nhiều quần thể của đường sống, trong đó có những sinh vật rực rỡ và sắc màu. Điều đó dường như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của biển. Khoa học kỹ thuật hiện nay rất hiện đại, có thể giúp cho con người khám phá những nơi bí ẩn nhất trên thế giới hoặc những nơi xa xôi ngoài vũ trụ. Nhưng đến nay, chúng ta chỉ mới khám phá được 5% thế giới đại dương bao la, một con số rất đổi là khiêm tốn. Và chúng ta phải đối mặt với nguy cơ dân số ngày càng gia tăng, thêm lục địa ngày càng bị thu hẹp lại. Các nhà khoa học lưu tâm điểm nghiên cứu của mình ra ngoài biển cả như xây dựng một thành phố trên biển, đào đường hầm dưới biển, khai thác và tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của biển. Với sức sáng tạo của con người, vẻ đẹp của biển sẽ trở nên hoàn mỹ hơn. Vậy còn đối với chúng ta nên làm gì khi môi trường biển hiện nay bị ô nhiễm đến mức báo động? Vấn đề này do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng sau tất cả, chúng ta đang biến biển thành những thùng rác khổng lồ. Nhưng bản thân tôi ý thức được, để giảm thiểu lượng rác, chúng ta cần bắt đầu làm với những việc làm nhỏ nhất, như không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia thu gom rác ven biển với câu khẩu hiệu bảo vệ biển là bảo vệ môi trường sống trong hiện tại và cả tương lai. Do đó, phong trào làm sạch biển ngày càng lan tỏa và nhân rộng, cần sự vào cuộc tích cực của nhiều tầng lớp, chứ không riêng về một cá nhân hay một tổ chức nào. Vì vậy, tôi mong muốn các bạn sẽ là những con người sống có ý thức, không xả rác bừa bãi và nói không với rác thải nhựa. Bạn đọc thân mến, khi đọc quyển sách này, các bạn sẽ thiêng liêng đại dương và trở thành những người bạn tốt của đại dương. Trước khi dứt lời, tôi xin
là những người tham khoa được những điều hay và bổ ích của quyển sách vì những lời tôi giới thiệu chỉ mang tính chất gợi mở. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại lần nhé.